Hello, thiết bị điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Xin chào tất cả mọi người đang xem video clip này của mình nhá. Thì đơn vị mình là chuyên cung cấp các dòng camera ngụy trang, camera quay lén, camera siêu nhỏ, những dòng thiết bị định vị nghe lén, ghi âm siêu nhỏ nhá. Các thiết bị phát hiện và bắt sống ngoại tình. Đó, thì bạn nào đang quan tâm đến những dòng thiết bị này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây, 0865 618 226, để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Đó, đơn vị mình là có hai cơ sở thứ nhất ở Hà Nội và cơ sở thứ hai ở Sài Gòn. Thì bạn nào ở gần hai cơ sở này thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship code toàn quốc cho các bạn. Các bạn nhận hàng, được bóc hàng ra kiểm tra và thử hàng đúng như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn thanh toán tiền. Mà không đúng như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn gửi hàng về cho mình và không mất một đồng tiền phí ship nào cả. Đó, thì hôm nay mình làm video clip này là để giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một chiếc camera cúp áo F63. Đấy. Đấy. Đấy, hôm nay mình sẽ làm một đoạn video clip hướng dẫn chi tiết luôn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ mở hộp sản phẩm ra nhé. Đây, chiếc camera cúp áo F63 này. Siêu nhỏ không dây nhá. Rất là nhỏ gọn. Đấy. Đây. Đằng sau nó có cả cái khuy để cài áo đây. Đó. Mắt camera siêu nhỏ luôn. Đó, hình giống như một chiếc cúc áo. Đó. Đây. Trong một thiết bị thì gồm có một cục sạc pin dự phòng mili nhá. Thì chiếc camera này pin của nó được 7 đến 8 tiếng. Nếu mà dùng thêm cái cục sạc pin dự phòng mili này nó được khoảng tầm 12 tiếng mọi người nhá. Đấy là dùng liên tục đấy. Đó. Và đây là chân cắm sạc nhá. Đây là chân cắm sạc Samsung luôn. Đó, để sạc pin thì các bạn đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sạc pin này. Đấy, các bạn cắm như này. Đó, đầu kia các bạn cắm vào cốc sạc điện thoại bình thường là dùng được thôi nhá, là có thể sạc pin. Các bạn sạc thì sạc tầm tiếng rưỡi là đầy nhá. Tiếng rưỡi là các bạn dùng được 7 đến 8 tiếng rồi. Đó. Đấy, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do bên mình soạn thảo ra. Đó, đây. Hướng dẫn sử dụng camera cúp áo S63 này. Đấy, từng bước một nhá. Đó, từ bước tải ứng dụng này, khởi động camera này. Đấy, vào wifi của điện thoại này, kết nối xem từ xa như nào này. Nói chung là trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này có chi tiết hết tất cả mọi người nhé. Đó. Thì bạn nào mà không lười xem người lười đọc cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng thì có thể xem video clip này của mình và có thể làm theo. Đó, sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Đó, sau đây mình sẽ mở bỏ cái hộp này ra. Đó. Đây, đây thiết bị đây nhá. Đó, mình sẽ giới thiệu qua một số nút trên thiết bị này. Đó, bên sườn đây là nút gạt on off, tắt bật nhá mọi người nhá. Đó, gạt lên là bật, gạt xuống là tắt. Đó. Đây là mắt cúc áo. Đây, mắt camera đây. Đây là nút reset nhá. Đây. Lúc nào các bạn dùng camera mà nó bị đơ thì các bạn dí vào nút này khoảng 7 đến 10 giây là chiếc camera này nó sẽ reset lại và các bạn kết nối lại là được. À, và đây là chân cắm thẻ nhớ. Khi các bạn muốn lưu video lại thì các bạn cắm cái thẻ nhớ vào đây để các bạn lưu lại nhé. À, và bên này nó một khe cắm để mình cài vào áo này. À. Đây là chân cắm sạc này. À. Các cái sensor này đây là cái hộp tản nhiệt nhé mọi người nhé. Đó. Rất là dùng rất là đơn giản thôi. Đấy. Thì đây sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng này. Đó. Thì để sử dụng được thiết bị này thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái thẻ nhớ là 128 GB. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn lắp thẻ nhớ vào luôn. Đây, thẻ nhớ các bạn lắp nhau theo chiều như này. Mặt đồng các bạn hướng lên có cái chỗ cái mắt cam này nhá. Đấy. Đấy, ấn vào, nó kêu tạnh một cái là được nhé. Đấy, bên này là nút khởi động mà. Đấy, nút khởi động. Đấy. Các bạn gạt lên thì thiết bị nó sẽ báo một cái đèn màu đỏ đây. Đó. Đó. Đó, thì để sử dụng được thiết bị nhá thì các bạn tải giúp mình cái ứng dụng. Đấy, các bạn nào dùng iPhone thì vào Apple Store. Bạn nào dùng Samsung thì vào CH Play nhá. Tải cho mình cái ứng dụng là Lúc Cam. Đó.
các bạn mình đã tải sẵn ứng dụng Lookcam rồi nhá. Đó thì các bạn tải về chọn luôn cái ứng dụng như này luôn. Đó. Khi tải xong thì các bạn thoát ra ngoài này. Đó, các bạn vào ấn vào mục cài đặt điện thoại. Đó, ấn vào mục Wi-Fi. Thì chiếc camera này nó sẽ phát cho mình một cái mã Wi-Fi là ép bằng một dãy số không có mật khẩu này. Đấy, đấy chiếc đấy là Wi-Fi của camera phát ra nhá. Và lưu ý là cái Wi-Fi của camera này phát ra là không vào được mạng. Nó chỉ là kết nối với điện thoại, nó kết nối để cho mình kết nối điện thoại của mình với cả camera thôi. Nó giống như một cái Bluetooth đó. Đó, thì các bạn kết nối vào. Đó, các bạn đợi một chút, đấy nó hiện dấu tích đây nhá. Khi hiện dấu tích xong thì các bạn thoát ra ngoài. Đó, vào cái ứng dụng là Lookcam các bạn vừa tải về ấy. Ấn vào. Đó, nó hỏi các bạn là can ok, can là để xem, còn ok là để các bạn đổi mật khẩu nhé. Đây mình ấn bên can. Đấy, các bạn ấn vào. Chọn can. Can là để xem nhé, đây. Đó. Camera rất là rõ nét luôn. Đây mình soi chữ cho các bạn xem nhé. Đó, rất là rõ nét. Đó. Thiết bị điện tử công nghệ cao, số điện thoại này. Đó, soi chữ rất là rõ nét nhé. Đấy, cái đèn trên thiết bị đây nhá, cái đèn trên thiết bị đây mình có thể tắt được đi này. Đây nó đang sáng đèn nhá, mình ấn vào đây. Đó, nó tắt đi rồi nhá. Đó, các bạn ấn vào. Đó, nó sẽ bật lên. Đèn này tùy các bạn thôi, các bạn muốn tắt thì tắt. Đấy, còn cái đèn này là để bật hồng ngoại nhá. Đó, soi đêm rõ luôn, nét luôn. Khi về ban đêm thì hình ảnh nó sẽ trở về đen trắng nhá. Đấy. Hình ảnh rất là rõ nét, soi chữ rất ok. Đó. Mấy cái nút này là để chỉnh sáng tối nhá. Còn bên này là chỉnh hình ảnh. Thì cái camera này nó có hai chế độ hình ảnh. Một là chế độ là 4K, 2K và 1080. Đó thì tùy các bạn chỉnh thôi, các bạn chỉnh 4K cho nó nét. Đó. Đây là bật tiếng này. Alo. Alo. Đó. Thế mình bật tiếng nhá. Do hai cái thiết bị này là gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và tiếng nó sẽ bị kêu o như vậy nhé. Nếu các bạn ở để xa điện thoại với camera này để xa nhau thì là nó nghe rất là rõ luôn. Đó, các bạn muốn thu âm thì các bạn ấn vào đây. Đó, thu âm đấy, cậu ấn vào đây. Không đây, các bạn tắt đi. Đó, đây các bạn ấn chụp ảnh này. Đó, chụp ảnh một bước nữa này. Đó, đây các bạn muốn lưu video. Đó. Đó, nó sẽ chạy dây ấy nhá, được 5 giây này, 6 giây, 7 giây đấy. Đấy. Các bạn không muốn lưu lại thì các bạn ấn vào đây. Đấy, còn hai cái này nó là hai cái nút để các bạn chỉnh hình ảnh thôi, cho lên cho xuống ngang dọc. Đấy. Đó, hình ảnh rất là ok nhá. Đấy, các bạn quay lại này. Đấy. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể lưu đoạn video vào. Có nghĩa là khi các bạn chỉ cần bật camera này lên nó sẽ tự động lưu. Đó, tự động lưu hết tất cả vào. Đó, các bạn ấn vào mục cài đặt cho mình. Chọn cái mục là device setting nhé. Device setting này. Đó, thì các bạn chọn vào cái mục thứ ba là mục SD card setting, mục thẻ nhớ. Đó, thì các bạn gạt hết tất cả sang sáng. Đó, thì nó, đây các bạn ấn vào này. Thì nó có 4 đoạn nhé. Có một loại là 1 phút một đoạn này, 3 phút một đoạn này, 5 phút một đoạn và 30 phút một đoạn. Đấy thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn lưu đoạn video dài thì các bạn chọn là 30 phút. Còn muốn lưu video ngắn thì các bạn chọn 1 phút, 3 phút và 5 phút. Đấy là tùy mỗi người thôi. Đấy, này các mình chọn 1 phút đi. Đấy. Xong thì các bạn ấn quay lại. Bây giờ là chiếc camera này chỉ cần bật lên thôi là tất cả nó sẽ tự động lưu hết tất cả vào thẻ nhớ cho mình rồi đây nhá. Đó, lưu hết tất cả vào trong thẻ nhớ cho mình rồi. Đấy, và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn kết nối xem trực tiếp từ xa. Chỉ cần điện thoại của các bạn có 3G, 4G là các bạn hoặc là Wi-Fi là các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa hết nhé. Thì các bạn chọn vào mục thứ 5 giúp mình là Wi-Fi setting. Đó. Thì chiếc camera này nó sẽ tìm ra một cái Wi-Fi nơi nó đang đặt. Nơi nó đang đặt đó là Wi-Fi AUI camera này. Đó. Và mình lưu ý một điều với các bạn là cái Wi-Fi mà các bạn nơi các bạn đặt camera này á, nó phải là viết liền với nhau nhá. Ví dụ như là Wi-Fi nhà mình đang là AUI camera viết liền với nhau như này
là nó tìm được. Còn nếu mà các bạn mình mà đổi tên thành AUI cách camera là nó sẽ không tìm ra được nhé. Đó, mình lưu ý một điều với các bạn như vậy. Đó, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đó, thì các bạn chọn vào mục là AUI camera nhé, là chọn vào cái wifi nơi mình đang đặt camera ấy. Sau mình nhập mật khẩu wifi của nhà mình vào. 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, các bạn xem mật khẩu wifi đúng hay chưa. Đúng rồi thì các bạn ấn đó, ấn ok. Đấy, thì chiếc camera này nó sẽ report, nghĩa là nó tắt nguồn đi xong nó bật nguồn lại là để kết nối xem trực tiếp từ xa. Đó, thì sau đây mình sẽ thoát cái ứng dụng ra này. Đó, mình sẽ vào mục wifi cho các bạn xem. Thì chiếc wifi của camera này phát ra nó sẽ mất đi nhá. Đó, wifi của camera này nó phát ra nó đã mất đi rồi nhá. Đấy, thì nó đang kết nối với wifi là AUI camera này. Đó, thì mình thoát ra ngoài vào cái ứng dụng là Lookcam. Đó, các bạn đợi một chút nhá. Đợi một chút thì là chỗ này nó sẽ hiện chữ online ở đây. Đó, do lần đầu tiên kết nối nó sẽ bị chậm hơn một chút. Nó khoảng 30 giây nó mới kết nối được. Đó, các bạn đợi một chút, nó sẽ hiện chữ online ở đây này. Đó, nó sẽ hiện cái chữ là device online nhá, là đã kết nối thành công để xem từ xa. Thì các bạn ấn vào, ấn vào chữ online này, các bạn xem. Đây là các bạn đang xem bằng wifi của nhà nhá. Đó, đây. Đó, các bạn đi đâu chỉ cần điện thoại của các bạn có mạng thôi thì các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa hết. Nó giống như một cái camera to của nhà các bạn đấy. Đi đâu các bạn cũng có thể xem được, sang nước ngoài cũng có thể xem được. Đó. Đó. Đây, mình cho các bạn xem những cái đoạn hình ảnh vừa lấy mình lưu và mình đấy. Đây cái đoạn vừa lấy mình lưu này. Đó. Đây là hình ảnh. Đó, đây là hình ảnh nhá. Đây là chưa? Đây hình ảnh đây. Đó, các bạn thấy chưa, chụp ảnh rất là rõ nét luôn. Đó. 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 Thì sử dụng một chiếc camera cục áo S63 này rất là đơn giản thôi. Vừa rồi mình đã làm video hướng dẫn chi tiết cho các bạn rồi. Đó. Thì bạn nào đang quan tâm đến dòng camera cục áo không dây S63 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn cho các bạn. Đó, bạn nào ở gần Hà Nội và Sài Gòn thì có thể đến bên mình kiểm tra và test hàng, thử hàng trực tiếp. Đó, bạn nào xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship code toàn quốc cho các bạn. Đó, các bạn nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra và thử hàng đúng như video mình đang quảng cáo thì các bạn thanh toán tiền, mà không đúng như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình và không mất một đồng phí ship nào cả. Đó, các bạn nào thấy video này hay thì cho mình xin một like và một chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.